Jennifer Lê Giang về làm dâu Đồng Nai sau khi lỡ một lần đò tại Mỹ, tưởng viên mãn ai dè bị Dương lâm bơm hàng lần hai. Mày gớm quá. Chỗ này mày tưởng như mày hôn chị vậy. Chị có không? Mày sao? Mày. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị chuyện gì? Cảm ơn vì đã không đợi em. Nhạc thứ hai mày ơi, cái nhạc Mạnh Quỳnh hát mày ơi. Ok, hiểu ý, chớp gái. Ok. Nó chớp nha, nãy nó cũng chớp đó. Chị Như ơi, người trong nghề cũng khó diễn cái này đúng không chị? Khó lắm nha. Ok. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị chuyện gì? Vì đã không đợi em. Chưa chính thức kết thông gia nhưng chồng Quỳnh Quỳnh cống hiến nhiệt huyết cho chị xuôi tiểu phẩm quảng cáo ê hề. Sao tâm lý kỳ vậy mày? Hết tuồng sao mày hát hoài vậy? Đây. Đây là cái thiệp cưới của anh. Thiệp cưới này về anh, đắp mặt nạ được đó. Anh cưới con môi. Anh cưới con môi à? Ô môi. Ê, không có. Dạ đây là My Computer nha chị nha. Vâng. Cái người nhìn như Tối ngày 7 tháng 4, Lê Dương Bảo Lâm tổ chức buổi giao lưu cùng khán giả tại quán sinh tố của anh tại Đồng Nai. Bên cạnh Hồ Ngọc Hà, nhiều nghệ sĩ thân thiết với Dương Lâm như Lê Giang, Khả Như, Quốc Khánh cũng có mặt tham gia chương trình. Để đón tiếp chị xuôi một cách nồng hậu nhất cũng như mang tới cho khán giả một buổi tối ngập tràn niềm vui, anh Dương Lâm Đồng Nai đã tổ chức một sân khấu quy mô sức chứa 4.000 người. Nhiều tiết mục văn nghệ, hỏi đáp vui, tiểu phẩm cũng được anh và ekip, bạn bè chuẩn bị sẵn mang lên sân khấu. Sau khi trở về từ Mỹ, thất bại với cuộc tình cùng người đàn ông xứ sở cờ hoa, Lê Giang đáp chuyến bay về Việt Nam trong sự chào đón của Dương Lâm. Cô có mặt ngay tại Đồng Nai để giao lưu, khiến khán giả liên tưởng tới hình ảnh cô dâu khi đeo khăn voan trên đầu minh họa cho một ca khúc buồn. Lúc này, Jessica hóa thân thành một nửa còn lại của Lê Giang. Song, ở tiểu phẩm ngay sau đó, cả hai người chia tay nhau để Jennifer một lần nữa đối diện trước sóng gió tình cảm. Những tương tác ăn ý giữa hai nghệ sĩ khiến khán giả có được tràng cười thoải mái. Tối cùng ngày, khu vực buôn bán của Dương Lâm chính thức thất thủ khi hàng nghìn người đổ về theo dõi buổi giao lưu. Có người thậm chí còn trèo lên cao, lựa chọn một vị trí thông thoáng nhất để có thể xem các nghệ sĩ giữa tình trạng khán giả tập trung quá đông, khó quan sát. Đúng như lời hẹn, Hồ Ngọc Hà đã mang nhiều phần quà tới quán của anh xuôi để tặng cho mọi người. Sau khi chào khán giả, được cô Phim nhận mẹ. Mẹ là con. Chị ơi, giám đốc khu lịch. Mẹ con đó. Trời ơi. Yeah, trời. Trời ơi. Wow. Ủa sao con tôi nó không chịu tôi mà nó chịu con ơi. Hà Hồ xuống sân khấu, cô ngồi ở vị trí khán giả để theo dõi chương trình. Tương tự với buổi livestream giao lưu cùng Dương Lâm trước đó, lần này cô tiếp tục cười nghiêng ngã vì những tiểu phẩm không hồi kết. Đặc biệt, anh Dương Lâm Đồng Nai cũng cho thấy thiện chí kết thông gia khi liên tục gọi tên thương hiệu của nữ hoàng giải trí. Bia triệt để cho chị xuôi trong tâm thế xác định cơ sở kinh doanh của hai bên gia đình là một. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.